Ok, sau khoảng 35 phút lên đến trên biển thì anh em cũng đã tới Cần Giờ các bạn ha. Cần Giờ với đặc tính là rừng ngập mặn, thế nên là các bạn sẽ thấy biển và rừng ngập mặn phủ xanh toàn bộ cái đất ngay chỗ Cần Giờ này. Wow, cảng rất là đẹp này. Đây là đồn biên phòng của bộ đội biên phòng ha. Đó, đây là vé tàu cao tốc. Khá đẹp. Đây, đây. Gần đời. Áo giác. Đó. anh đang làm dây á. À, cái này đẹp quá. Đang làm dây luôn. À, cái chuyến phà đi về thì nằm ngay chỗ trạm của bộ đội biên phòng luôn các bạn. Mình đang gặp hai đối tượng đang ngồi chụp hình. Ủa sao cái chiếc xe kia giống của chiếc VinFast? Nhìn cái đuôi lão quá ha. Giống xe điện quá trời. Xe trắng kìa. Chiếc xe ô tô đằng xa kìa. Lấp hả? Không, anh chỉ xe ô tô trắng đằng sau mà nhìn đâu vậy? Nhìn thấy đứa gái không vậy ba? Đằng kia kìa. Ông nội. Cái đuôi lão quá giống như chiếc VinFast khác vậy. Dạ, vé đây là gì vậy? Hết hồn. Mọi người ơi, chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Các bạn đang điểm mình đó nha. Ờ, VinFast nhưng mà lạ lắm. Ê, đi xuống dưới coi các bạn ơi. Rồi, tới rồi nha các bạn. Mình sẽ xuống dưới. Mình đang để gái rồi các bạn. Sẽ đóng luôn. Gửi tới bé gì bộ Minh nha, nãy giờ nó nhắm hai nhỏ kia dữ lắm, chào hỏi nè, kiểu làm dữ lắm nha các bạn. Giờ xuống xin số điện thoại luôn nè, nó nói nhỏ cho anh. Mày chia tay sớm đi nha, bắt đầu khổ. Let's go. Ê, hôm nào mấy cái này xuống vậy? Hay là bị chóc? Rồi đi thôi. Nhưng mà chắc chỗ này cắm ra quá, đi nguy hiểm quá. Đúng rồi, trơn trượt các bạn. Rồi, đây là nguyên cái khoang rộng rãi để mọi người có thể để xe. Toilet hai bên luôn các bạn. Toilet. Phía sau là có thể là ô này xe tải các bạn. Xe tải có thể chạy lên đây luôn. Xe tải nhỏ thôi nha. Tàu này chở xe tải nhỏ thôi. Đây là cái cửa hút gió buồng máy nha. Đó, sẽ trơn, ở đây trơn lắm. À, đi đôi dép của mình đây là dép cao su là trơn ơi trơn luôn. Còn đây là đường xuống buồng máy nha. Đường xuống buồng máy rồi. Đây là hai bên để có thể tàu cập mạng, hai bên là cái này nó có thể hạ xuống nha các bạn. Rồi, đây là hai bên đường xuống hầm chân dịch. Hầm máy luôn á các bạn, nhưng mà xuống hầm chân dịch máy lái nha các bạn.
Thì tàu này mình dự đoán là nó có hai cái động cơ, là chắc là hai động cơ đặt hai bên, rồi một cái động cơ, hai cái động cơ đặt hai bên hông nữa các bạn. Hay là một động, hai cái động cơ đặt hai bên nhưng mà nó có thể xoay nha. Nó có cái trục để nó xoay nha. Xoay 360 độ luôn để cho điều khiển tàu các bạn. Wow. Đây là cọc bít để cột mấy cái dây khi mà mình cập bên hông ha các bạn ha. Hút gió để thông gió hầm máy nè. Rồi cái phần này hình như là có thể hạ lên xuống được nè các bạn, để có thể mà chuyển hàng hay là chuyển xe lên nè. Đó, cái này nó có cái sàn nâng các bạn. Và tàu rất là hiện đại luôn, rất là xịn ha. Rồi, cái đó là cái phần ở dưới đây là ống van cứu hỏa. Mình thuộc từng món đồ ở trên chiếc tàu luôn đó các bạn, tại vì mình phải lên hạng mục sửa chữa, thế nên là mấy cái hạng mục đồ trên tàu này mình cũng nắm khá là rõ nha các bạn. Đây là cái lỗ công nghệ, có nghĩa là khi mà chiếc tàu này vô sửa chữa thì những cái phần vật tư mà lớn như là máy móc này nọ đồ là phải dỡ cái lỗ này lên, thì cái lỗ này chỉ có vô sửa chữa mới mở thôi các bạn. Nâng lên ha. Đây là nắp của cái két nước dằn, thì nước đó, đây là mấy lỗ công nghệ luôn nè. Phía sau xe này cũng có một lỗ công nghệ, mình gọi là lỗ công nghệ tại vì nó là cái lối tiếp cận hầm máy lớn nhất có thể ha. Khi các bạn dỡ ra, hai bên có két dằn, lỗ công nghệ đúng nghề luôn các bạn. Trong tàu thì nó có cái phần thi công ở ngoài và thi công ở bên trong, gọi là thi công nội thất nha các bạn nha. Thật ơn mình nó để cái túi mình đây luôn, fly cam tùm luôn. Fly cam hồi fly away luôn quá. Rồi, xách lên, mấy đứa nó lên trên nè. Thì mình sẽ đi lên, đây camera gắn báo cháy tùm luôn, quá đã. Sẽ đi lên tầng trên nha, là toilet này ổng. Toilet cũng xịn sò lắm nha các bạn. Quá đã. Ngon lạnh. Rác, để rác ha. Rồi, bắt đầu đi lên nè. Chà. Cái này mình có ra trước được không? Đấy. Dạ dạ, ra trước được đúng không? Không thì họ ra kính áo nó không có. À, không có cửa. Dạ rồi, cảm ơn. Ok, trên đây thì là khoang phòng máy lạnh luôn các bạn. Trời ơi, thì ra là hai tay này ở đây. Trời ơi, ăn sáng luôn rồi. Chết rồi. Trời. Ok. Rồi. Thì khi lên chiếc tàu thì các bạn sẽ thấy được cái sơ đồ mặt cắt. Sơ đồ có rất là nhiều. Thì cái này nó phục vụ cho cái việc là cứu hộ cứu nạn, để trong những trường hợp khẩn cấp. Còn đa phần là nó phục vụ cho cái việc sửa chữa các bạn. Sơ đồ mặt bon chính này. Thì khi thường lên tàu để sửa chữa thì anh sẽ đọc sơ đồ hầm két, tất cả các vị trí khoang máy như thế nào đó. Mình sử dụng cái sơ đồ dưới bon chính này khá là nhiều. Trên sơ đồ trên bon chính, sơ đồ này là dưới cái mặt bon chính luôn, dưới cái mặt mà mình đang đứng để đẩy xe này nọ, là tất cả các khoang máy nó bố trí như thế này. Các bạn có thể nhìn ra đây thấy. Rồi cái này là từ bon chính trở lên nè, cái chỗ mà mình đứng để gửi xe này. Còn sơ đồ này là cái bon này là ở trên cái bon mình đang đứng hiện tại để quay cho các bạn. Bon tầng trên đó, mình gọi là bon khách. Rồi hết rồi. Chắc còn một cái bon nữa là tầng thượng của máy trưởng. Ở lỗ của thuyền trưởng thì nó nằm ở đây luôn nè, nó nằm sau lưng này luôn các bạn. Mình gõ là chắc ông nghe á. Tàu khá hiện đại ha, xịn sò đó. Phòng của thuyền trưởng ở đây nè đó các bạn. Rồi còn trên đó là bon thượng tầng, là cái nóc cabin chỗ để lắp đặt cái mấy cái radar này nọ các kiểu ha, mấy cái trạm thu phát sóng. Ok, lâu lắm rồi mình mới xuống tàu.
có thể chở được xe buýt 30 chỗ nha các bạn. Thì hồi nãy mình thấy cái cửa lên nó hơi nhỏ nhưng mà mình không nghĩ là chở được xe buýt, nhưng mà có thấy xe buýt đậu nha các bạn. Thì xe buýt 30 chỗ thì chắc chắn sẽ lên được rồi và sẽ nằm xéo lại ha, và rất cần mấy anh sắp xếp lại rất là kỹ càng thì nó mới xe buýt mới lên được các bạn ha. Đây có cả xe đám cưới luôn rồi. Wow. Đó, chở được mấy chiếc ô tô và cả xe buýt luôn. Nguyên đoàn xe đám cưới luôn các bạn. Rồi, xe này lái vô hơi sâu. Vô hơi sâu. Vô được luôn. Quá đẹp. Lái quá lụa. Rồi, ok, ngon lắm. Xe đám cưới các bạn ha. Đây sắp thêm được chiếc nữa nè. Hai chiếc xe của tụi mình thì chiếc đen thì đi đâu cũng được rồi, không có vấn đề gì hết á. Rồi chiếc trắng Felix S thì nó đã đi được trăm mấy rồi đó. Thì hiện tại là nó còn được 50 cây nữa đó. Dự đoán thôi các bạn, 35% được 50 cây nữa. Thì nó sẽ dừng bất kỳ nơi đâu ở rừng sát nha. Và tụi mình sẽ dừng lại đó để xin, nếu không có xe thì tụi mình chắc chắn phải like rồi, phải đẩy thành rồi. Và like đến chỗ nào mà có quán ăn uống thì xin sạc. Xin sạc để ngồi ăn uống rồi xong mình chạy thẳng về Thành phố Hồ Chí Minh nha. Và tiết lộ cho các bạn là tụi mình sẽ đổi Ventus. Yeah. À, coi mấy anh sắp xe rất là đỉnh luôn. Rất là đỉnh luôn các bạn ha. À, anh hỏi mình có phải là chủ xe Porsche. Không phải ha, mình không phải là chủ xe Porsche. Bây giờ thì chắc chắn là mình sẽ nói tiếp câu chuyện là mình sẽ nguyên đoàn đám cưới ha, mình sẽ chạy đến khoảng giữa đường sát, mình dự đoán thôi tại vì đi đường sát không nhiều. Nó sẽ tập và mình sẽ like chiếc xe Felix trắng đến cái chỗ nào mà có ăn uống và sạc ăn uống xong chắc khoảng được tiếng đó các bạn. Tiếng thì đi được khoảng 50 cây nữa. 50 cây nữa thì tụi mình sẽ chạy thẳng về Thành phố Hồ Chí Minh được luôn. Mình nghĩ là như vậy, 1 tiếng là đủ để chạy Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, chạy về đó thì tụi mình sạc xíu và tiết lộ cho các bạn biết một bí mật là tụi mình sẽ đổi xe Felix S lấy xe Ventus nha. Ventus, mình sẽ review cho các bạn xem. Các bạn muốn review về cái chiếc xe Ventus làm gì thì các bạn cho mình hay nha. Comment bên dưới video. Còn bây giờ thì mọi người hãy xem cái cách mà người ta sắp xếp cái xe ô tô và đậu được chiếc xe 29 chỗ nha. Wow. Đấy, các bạn xem đây. Trời ơi, còn nhét chiếc 16 nữa. Mình nghĩ là hết rồi chứ. Xa. Đây là ấn tượng luôn đó các bạn. Mình không biết như thế nào để đậu được cái chiếc 29 chỗ luôn rồi. À, đây là chiếc kia bự quá. Đợi nó trống rồi, nó lên đây không mình thấy nó cũng quải rồi. À, cho chiếc 29 chỗ đậu thẳng ngang luôn. Xuống cũng là y chang nha, vô sao là xuống vậy luôn. Này phải cho thằng trắng Santa Fe này lên luôn mới được. Thiệt là cái cấn các bạn, hôm nay là nguyên một đoàn đám cưới luôn nha các bạn, quá nhiều xe, quá đông vui. Thì anh có tiết lộ với mình biết là cái quãng đường đi từ đây qua bển chỉ có mất 35 phút đối với chiếc tàu hai thân catamaran này thôi. Rất là nhanh luôn các bạn. Một ngày thì chiếc tàu này sẽ chạy 24 chuyến. Nó gồm có 2 chuyến hai bên đầu cứ chạy qua chạy về, mỗi chuyến chạy 12 lần là cộng đi cộng lại là 24 chuyến phục vụ hai bên bờ luôn nha. Đây là có hai chiếc tàu giống vậy. Thì hiện tại đang có một chiếc đậu bên kia cũng giống vậy, cứ chạy qua không thì chạy về, chạy qua không chạy về, hai chuyến nó cứ đổi chỗ cho nhau vậy để tạo nên một cái tuyến giao thông đường biển nối liên tục giữa Cần Giờ và Vũng Tàu các bạn. Rồi nè, bây giờ công đoạn quan trọng là cái bạn 29 chỗ lên như thế nào đây. Thì các bạn hãy quan sát nha. Đây. Anh 29 chỗ anh cũng phải quan sát cái chỗ này dữ lắm các bạn. Mới lên được. Cái lượng các bạn. Đó.
một chiếc đằng kia luôn rồi, sát luôn nha các bạn ha. Rồi chiếc xe em 9 chỗ có thể đậu ngang vừa chiếc bàn luôn, quá đẳng cấp. Rồi hết rồi các bạn, bây giờ thì chắc chắn là tới giờ rồi, ảnh xem giờ rồi, chuẩn bị trọng tài chuẩn bị xem giờ rồi. Đó, xin lệnh xuất bến nha. Thì anh này chỉ cần tháo hai cái dây neo tời lái thôi, tời mũi rồi, không thấy neo các bạn. Tháo hai dây neo tời lái thôi là được rồi, là bắt đầu kéo này lên là đi các bạn. À còn một em kia nữa, thích mẹ rồi, khách lên được rồi chú ơi, trễ quá. Trời ơi, thì chắc cho anh này ra mới đút ông đó lên được. Tháo dây. Rồi chỉnh tài đây, thuyền trưởng chỉnh tài lên nha. Thuyền trưởng có camera để nhìn phía sau nên chỉnh. Tiếc cho các anh kia quá, đi chảy quá, nhưng mà còn nhét được ảnh vô đây luôn á. Rồi thôi đợi chuyến sau luôn, đợi cái tiếng nữa các bạn.
vòng vòng đâu đó kiến thức về lịch sử rồi các lục địa này nọ của mình thì nó không có đâu bạn, tại vì mình không có đọc sách về cái đó nhiều, chắc chắn là nó không có. Nhưng mà mình nhớ là các bộ lạc mà sống ở gần biển á thì họ săn cá voi bằng tàu hai thân á các bạn, và cái thiết kế tàu hai thân là một cái thiết kế khá là ổn định các bạn, thấy chạy ổn các bạn. Xin phép biên phòng với lại cảng vụ ha các bạn ha, sở tại.